Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì bên cạnh Tâm đây là mẫu xe MVP giá rẻ đầu tiên của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Đó là Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp màu trắng. Thì mẫu xe này có một cái tính năng cực kỳ thú vị, đó là tính năng kết nối Apple CarPlay không dây. Thì hôm nay Tâm làm video này để hướng dẫn quý anh chị mình kết nối Apple CarPlay không dây giữa xe và điện thoại, để cho mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời trên xe. Thì quý anh chị cùng em theo dõi video này nhé. Dạ, thì hiện tại Tâm đang ngồi trên cái khoang nội thất của Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp. Thì em sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cách kết nối Apple CarPlay không dây trên cái dòng xe này. Thì đầu tiên để kết nối Apple CarPlay không dây thì mình cần kết nối Bluetooth giữa điện thoại và xe. Để kết nối Bluetooth thì quý anh chị vào phần setup nè. Setup thì nó sẽ cho mình các tùy chọn, mình vào phần kết nối thiết bị thì mới ok. Rồi tại đây thì tới bước này thì mình cần sử dụng đến điện thoại, mình vào phần cài đặt nè, cài đặt của điện thoại, phần bật Bluetooth lên, sau đó mình tìm điện thoại nó sẽ tìm, nó quét ra cái Bluetooth của xe. Chị bấm vào kết nối với cái Bluetooth của xe nè, kết nối. Rồi tại đây thì mình đợi nó kết nối từ 5 đến 10 giây. Rồi sau đó thì nó sẽ hỏi mình là iPhone này hỗ trợ Apple CarPlay không dây, bạn có muốn kết nối với Apple CarPlay không? Thì mình bấm vào có. Rồi mình đợi 5 đến 10 giây, điện thoại và xe sẽ kết nối. Trước khi mà nó kết nối thì nó sẽ hỏi trên cái điện thoại mình là mình có muốn sử dụng CarPlay hay không. Mình bấm vào sử dụng CarPlay. Thì lúc này xe và điện thoại nó đã kết nối Apple CarPlay không dây. Để quý anh chị mình sử dụng cái tính năng này thì quý anh chị bấm vào media. Thì tại đây thì màn hình của xe sẽ được kết nối với màn hình điện thoại, và mình có thể sử dụng các tính năng như nghe điện thoại nè, xem bản đồ, mình có thể sử dụng Google Maps rất là tiện lợi luôn, tìm kiếm vị trí vô cùng chính xác, mình có thể nghe nhạc nè, rồi rất nhiều tính năng rất là sang luôn hả quý anh chị. Dạ rồi, đó là cách kết nối Apple CarPlay không dây của điện thoại và xe Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp. Thì quý anh chị nào mà mình có nhu cầu tư vấn thắc mắc về cái tính năng này, cách kết nối Apple CarPlay không dây này và tư vấn về xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm. Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình. Nếu mà quý anh chị mình thấy hay và bổ ích thì quý anh chị có thể cho em một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.